Đây đây này, ngày xưa đây là logo đầu tiên làm của ông Bùi Khánh Vũ làm cho này. Vân, hãy để ra đây bảo. Em đang ở đây mà. Ừ đúng rồi. Ra đây. Tất cả con lợn đang này cũng ra đây. Đây tao tìm cho mày ở đây. Intro. Má. Intro ngày xưa đây này. Ngày xưa khá nhiều intro. Một số cái làm, cái này là cái gì nha? Cái này có nhạc không? Biết làm thế nào là có intro này không? Đầu tiên intro này là có audio jungle. Sao tới ta lại tìm thấy một thằng dùng đúng một dùng một intro khác nhưng lại dùng cái nhạc này. Thế là tao ghép vào. Chí mạng thật sự luôn. À ngày xưa cả outro này. Cái nhớ. Ui. Xịn xò vãi. Facebook này mất rồi. Cay thật. Này là gì nhỉ? À mình thích cái này. Cái rơi nước để... À, cái này như âm thanh đi ăn cắp về ghép chứ không phải là mặc định âm thanh này. Cái này đi ăn cắp âm thanh về ghép. Này là gì nhỉ? Kính kính này. À đúng rồi, có giống cái này giống nhìn giống kiểu tôi đi cùng lắm. Nhìn cũng hay mà. Nhìn đẹp. Hay mà nhìn 3D mà. Chứ nghĩ gì mà audio jungle cũng mất đi rồi bởi vì ăn cắp được cái âm thanh đấy. Đây. Đây cho xem cái ngày xưa ấy là để chèn text là phải dùng cái này. Tự viết chữ rồi đấy. Ngày xưa làm gì có lâu thớt. Avatar. Đây. Đây này. Ngày xưa đây là logo đầu tiên làm của ông Bùi Khánh Vũ làm cho này. Cái này là logo đầu tiên của Viper. Đẹp. Cái đầu tiên ông này làm cho. Thế xong rồi là bảo là cái này bị vuông quá, trông nó kiểu không hợp. Đây, ngày xưa làm cái hình nền. Xong cái kịch về sau ông này ông vẽ lại cho là thành cái chữ như này. Đấy. Dùng đến tận ngày hôm nay vẫn là logo này, có cả phiên bản màu hồng. Ở trên con Sony Xperia XZ3 Compact là mình có để hình nền là cái này. Đấy, khá xịn. Công nhận trí nhớ tốt. Còn đây là hình nền à, cái này logo do đang viết à đang vẽ. Ai bảo? Cũng là Bùi Khánh Vũ làm à? Mẹ định lừa thế mà nó vẫn phát hiện ra được. Đây chính là cái này. À quên thằng đăng nặng đây. Hả? Ờ, đây ngày xưa là cái này này. Đấy, xong thằng đăng nó sửa lại. Icon gì đấy? Xem, hy vọng không có phim JV đấy. À, ngày xưa icon làm thăm so sánh đây, so sánh thì sẽ dùng cái này. Còn này là game. Đấy, đồ cùi thằng Tuấn Anh bây giờ, nhạc này. Ngày xưa có một vài cái nhạc này là nhạc không bản quyền, không bản quyền. Rất trĩ luôn. Nhạc huyền thoại vãi. Nghe bài đầu tiên nhiều. Audio jungle. Bây giờ dừng lại nhạc này Đăng ơi. Bài tên là bài review gì đúng không? Preview. Đây, cover ngày xưa, cả cover. À đúng rồi, cover ngày xưa đây. Đây là cover ngày xưa hôm trước mấy Vân làm lại trên cái video đấy. Đấy. Ngày xưa là Asus gì Samsung này, iPhone này, Note 3 này, Asus Zenfone 5 này. Đấy, thấy chưa? Facebook cá nhân thì nó sẽ đổi thành size như thế này. Fanpage. Đây là cái này lấy cảm hứng từ LG. Ngày xưa LG có cái flip cover. Cứ đóng lại là sẽ có một cái hình các chức năng thế này. Đây là ai làm? Anh tự làm. Không. Ngày xưa tải về bây giờ vẫn lưu trữ lại là được khoảng mấy năm rồi nhỉ? Xem phần info có không ta? Ngay cái info. Xem được mấy năm rồi. Đâu? 2014. Vãi, 2014 thế nên bây giờ là được 6 năm. Chí mạng thật. Thì đúng cái đợt mà mua cái máy này về là cóc luôn rồi đấy mà. Máu 2014 mà. Ừ. Đấy mua 25 triệu đi. 25 triệu cả một. Hồi đấy mua 25 triệu máy này nhá. Bộ ba thằng đèo nhau lên đấy, xong rồi đi mua mày thấy gớm chưa? Mà Dũng này, Tú cái thứ tinh lên lần đầu tiên nhìn thấy MacBook mà. Lần đầu tiên nhìn thấy MacBook. Cả đời chưa giờ nhìn thấy MacBook, Tú về trong mặt mua. Không có tiền Việt, xong rồi may thế đúng lúc lại có tiền đô trong người, thế đem đi thanh toán cho thằng cha đấy mà. Thành ra là nhiều người chưa biết là ngày xưa vào studio có cái logo này. Cái này video phải từ đời Tống các bạn mới biết được và lịch sử. Thì bạn Bùi Khánh Vũ, bạn này ở trong Đà Lạt có làm cho, nhưng hiện tại thì
từ hồi mà mình mất Facebook thì mình không có contact với bạn đấy nữa. Mình còn nhớ là ngày xưa để làm cái logo này, để chuyển tiền cho bạn ấy là mình phải ra cây của Vietcombank, xong anh điền số tài khoản vào chuyển cho bạn ấy. Ngày xưa internet banking có đâu, ra cây đưa thẻ vào xong là nhập mã. À, đúng là đói nghèo nó khác bọt thật. Nói chung là ngày bây giờ bạn ấy giàu lắm rồi. Bây giờ bạn ấy đi Hyundai. Đấy. Bạn ấy bây giờ làm khủng lắm rồi. Ngày xưa thì nghèo thì bạn ấy hỗ trợ mình. Bây giờ đây là vợ bạn ấy này. Đấy. Đâu? Đi... Ai chả biết, người ta đùa thế, gớm bà này phải giải thích nữa. Đây mới là vợ bạn ấy này. Orange đây còn gì nữa? À thế à, Zambia, tao tưởng đây là Orange thấy tóc vàng. Thì nói chung là thiết kế ạng dầu. Như Tuấn Anh hiện tại là đi Honda Civic nhưng mà để xe Thái Nguyên nữa các bạn. Ê, lại cãi đi. Xem gì ấy? BKV cái gì? Đấy là hãng điện thoại. BKV báo giá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video để biết được là cái nguồn gốc ra logo của Vật Vật Studio cũng như đến ngày hôm nay. Thì cảm ơn bạn Bùi Khánh Vũ. Và hy vọng đến một ngày đẹp trời thì biết đâu Vật Vật Studio sẽ đổi logo lần nữa do Bùi Khánh Vũ làm tiếp. Hey,